Đây hôm nay cửa chiều Sunny có một ít rau củ để mọi người xem sit down không? Đó. Có cái phần cá salmon nữa mà nó còn nóng lắm, mình cho nó ăn này trước nha. Hôm nay Sunny có bí đỏ. Cho ăn bí đỏ. Thì rau củ ngày nào Sunny cũng ăn mọi người, nhưng mà bình thường nó không có đủ loại giống như vậy. Bình thường chỉ có một hai loại thôi. Đó, hôm nay cuối tuần đi chợ cho nên là có rất là nhiều rau củ. Ngon không? Này là củ cây trắng. Cái này là bông cải xanh. Bông cải xanh ăn rất là tốt luôn á. Ngon con. Cho này ăn thấy thèm quá. Cái này là miếng cải thảo. Ngon á con. Con thấy thương vậy. Đây là cà rốt. Cà rốt. Đây cà rốt. Ngon. Ăn ngồi ngoan dễ sợ không. Vô thế này là bí đỏ. Còn bí đỏ nữa. Đây là zucchini, giống như một dạng bí mọi người. Đó. Ngon con. Ngày mọi thứ cái ăn chút vậy thôi à. Nó ăn cỡ hơn chén là nó ok. Sao này nó ăn vậy quen mọi người, cho nên là mình không còn luộc đâu, mình nghĩ nó ăn vẫn ok à. Nó vẫn đi vệ sinh, mọi thứ vẫn bình thường, cho nên mình vẫn cứ cho nó ăn. Mỗi ngày có thể là bí đỏ hay là đậu que gì đó. Rồi bông cải xanh là thường xuyên ăn nhất. Cái này con dọn nó đi. Ê, tủ lạnh. Thế này chưa đóng tủ lạnh. Mày chưa đóng tủ lạnh. Đóng tủ lạnh cho mày đi con. Bà lấy rau củ cà đãi cho bà đóng bỏ hết cánh đó. Đóng luôn. Thế này đóng cái cánh ở đây nè. Đóng cho con. Đóng sáng vô. Đóng sáng vô luôn. Nó bị dướng gì vậy? À, không có đậy cái tủ trong lại. Trời ơi, bà má bà mắc nết quá. Cái này con đóng nhớ mày đi. Mày đậy cái tủ trong ra rồi đó. Con đóng lại. Đóng vô con. Rồi, lá sáng rồi đó. Mày kỳ quá à. Bà lấy rau củ ra cho con ăn xong rồi bà không đóng tủ lạnh lại. Đó, để nó kêu tít 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 vậy sao này. Mà đóng ở sân này nó đóng mà nó cũng coi mà nó đóng thì mới dòm cái. Rồi đóng sát vô nó dòm cái ok, đóng sát ra rồi nó mì. Mà nãy nó bị kẹt cho nên là sân này đóng không có sát được. Còn phải phụ con chứ. Ngày bữa sân này. Bẻ lên tay con. Bông cải xanh. Bông cải xanh. Bông cải xanh nữa. Đó, rau củ hôm nay Sunny rất là đều luôn. Hôm nay Sunny có salmon đó mọi người. Cái nè. Luộc salmon cho nó, mà salmon này mình mua là nó chỉ có da thôi. Với hay xíu thịt đó thì nó rất là rẻ. Rẻ hơn 1 phần 10 so với cá salmon bình thường á. Nó lấy phần da là ta lóc ra, ta lấy làm để ta làm sashimi á. Cho nó một phần. Đó, của nó nè. Sit down con. Chỉ luộc lên thôi. Chỉ rửa sạch xong mà luộc lên thôi. Cái này phần này nó không có xương, khỏi phải lo xương luôn á. Luộc lên là Sunny ăn thôi. Không con. Mà mình thấy cái phần da nó lại nhiều chất nha, kiểu nhiều nhiều dầu cá. Thì đợi xíu nha, ngủ xíu ăn nha. Đợi xíu ok. Không đợi nha. Đợi xíu ok. Tại vì mày mới múc ra còn nóng lắm ok. Con mới ăn rau củ rồi, vậy con mà đợi xíu đi. Đợi sẽ đi bây giờ. Đó, buổi chiều nào nó cũng được ăn trước rồi mọi người. Con đợi mì xíu. À, giờ hả? Đợi xíu đi cho nó nguội con. Mà ăn xanh này có đồ ăn khô của nó nữa. Cái này là phần ăn thêm của nó thôi đó. Đợi xíu nha.
tôi này nè, để cho bếp á, nó biết tôi ăn đó mà, nó sẽ ngồi nó ngóng rồi nè, rất là mỏi cổ. Cho nên á, thà để dưới đây cho nó nguội, nó trong vậy nó đỡ mỏi cổ hơn. Đúng không con? Mà để cho bếp á, con nhìn lên con mỏi cổ quá à. Để cho đây con đỡ mỏi cổ. Đợi xíu con, xin này lít lên nha. Mỗi lần mà thấy mình phải nấu ăn à, bởi chỉ cần quay qua đây thôi là sau này nó cố gắng kiểu như là eye contact với mì ấy. Mày cho ăn chưa? Ok, con thích ăn rồi nè. Mì ăn là con được ăn, ok chung cho nó vui. Nhìn nó muốn ăn nhưng mà con mắt nó nhìn nó mì không à. Mà cho tôi ăn chưa, con sẽ được ăn ngay và lập tức thôi, còn lại xíu sắp ăn rồi. Mày ăn chung cho nó vui, mày ăn mấy ăn ăn luôn, ok. Con ăn trước một miếng rau củ rồi, nhớ chưa? Một lát nữa cỡ lên chút xíu nữa là ăn xong sẽ ra, là nó xanh chút xíu nữa là xong cửa chiều của nó ngày hôm nay mọi người. Nói chung không căng một lần, tại vì cái nào xong trước thì ăn trước. Còn đoạn khô của nó, anh ăn đi chút xíu đoạn khô của nó để là nó ok ngày hôm nay rồi đó.